xem SBTN Online TV mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7,99 đồng cho 1 tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Online TV trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon. Xin kính chào quý khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi có nhiều tin tức đáng chú ý. Nhưng mà đầu tiên chúng tôi cũng xin gửi đến quý vị một cái phóng sự đặc biệt do phóng viên Vũ Nhân thực hiện liên quan đến ngày hôm qua buổi điều trần của tại Thượng viện California của thượng nghị sĩ Janet Nguyễn liên quan đến vấn đề đưa về lịch sử của người Mỹ gốc Việt vào chương trình giáo dục ở tại tiểu bang này. Và xin mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. 9 giờ sáng ngày hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 5 năm 2018, tại Quốc hội tiểu bang California, gần 500 đồng hương đến từ khắp nơi trong tiểu bang California. Nhiều người đi suốt đêm không ngủ để kịp đến cùng thượng nghị sĩ Janet Nguyễn tham dự buổi điều trần trước Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện của tiểu bang California về dự luật SB 895. Thưa quý vị, phiên điều trần về dự luật trước Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện kéo dài gần 3 giờ đồng hồ. Vài trăm người lên phát biểu ý kiến ủng hộ dự luật này. Phiên điều trần kết thúc vào lúc gần 12 giờ trưa. Đa số các thượng nghị sĩ trong Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện của tiểu bang California phát biểu ủng hộ dự luật này, dù còn vài tuần nữa mới có kết quả chính xác. Thưa quý vị, bữa nay là cái committee không có bỏ cái phiếu, rồi mình sẽ biết trong 1 tới 2 tuần nữa. Sau cái đó, if committee mà cho cái dự luật đó qua khỏi là nó sẽ đi qua lên nguyên cái thủ đô của thượng viện, là 40 thượng nghị sĩ sẽ có quyền để bỏ phiếu ủng hộ hay không ủng hộ. Sau cái đó nó sẽ qua bên hạ viện, rồi hạ viện nó sẽ làm y hệt như vậy, rồi xong rồi mình còn cái này là cái bước thứ nhì của mình còn ít nhất cũng là 3 tới 4 nữa bước nữa trước khi nó tới văn phòng của ông thống đốc tiểu bang. Vâng, cái dự luật này đây là một cái dự luật lịch sử, nó mang tính lịch sử không những vậy, nó rất là quan trọng đối với đồng hương, đối với người Việt Nam trong 40 năm qua, bởi vì chính nếu cái dự luật này thông qua thì khi cái thành đạo luật thì tất cả các con em chúng ta thế hệ bây giờ, thế hệ sau này, kể cả các cộng đồng bạn, sắc dân bạn đều hiểu về lịch sử, về cuộc chiến tranh Việt Nam một cách đúng đắn, chính xác hơn. Tôi là nghị viên Phát Bùi và cũng là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali. Hy vọng rằng là 2 tuần nữa họ sẽ vote yes để mà thông qua cái dự luật này qua cái ủy ban chuẩn chi, tức là ủy ban Appropriation Committee đó. Và sau khi nó thông qua được cái ủy ban tài chính này, bởi vì cái số tiền để mà làm cái đạo luật này thôi đã lên đến trên 700 mấy chục ngàn. Rất là mong muốn dự luật thông qua, con của con phải biết được về những cái sự thật về chiến tranh Việt Nam, về những vì sao người Việt Nam phải từ bỏ đất nước, phải ra đi và trở thành những người tị nạn trên nước Mỹ và những thành công họ đem lại trên nước Mỹ. Con biết thì dự luật SB 895 này sẽ cho con biết rõ hơn về lịch sử của Việt Nam mình khi chiến tranh. Nên có cái dự luật này để cho không những người Mỹ gốc Việt ở tại Cali mà là tất cả mọi người trên thế giới đều biết được sự thật về cái những cái việc về dân tị nạn phải sống khó khăn như thế nào và tại sao phải trốn chạy cộng sản. Người Việt mình đã hòa đồng với cộng đồng người Mỹ rồi, mình rất là thành công trên đất Mỹ, nhưng mà cái quá khứ của mình, những cái tại sao mình tới đất Mỹ này, người Mỹ họ không có biết được, mà họ biết rất là ít. Cho nên cái gì cũng vậy, nếu mình muốn người ta đối xử mình tốt đó, người ta phải hiểu mình. Và đây là cái cơ hội để chúng ta nói là cái sự thật, cái giá trị tinh thần của cái cuộc đấu tranh của để bảo vệ chính nghĩa của miền Nam Việt Nam chúng ta. Tranh đấu cho cái quyền của mình và tranh đấu vì tại sao mình lại rời khỏi Việt Nam và tại sao ngày hôm nay mình sống trên nước Mỹ. Cái đạo luật này phải nói là cái dự luật này của bà thượng nghị sĩ Janet Nguyễn là một cái rất phải là quan trọng để cho con em chúng ta vì sao có mặt trên đất Mỹ này. Một điều chúng tôi rất tiếc ngày hôm nay là không thấy một vị dân cử nào của Bắc Cali, kể cả học khu cũng như là các nghị viên, đều không có ai đi cả. Cái điều quá tiếc, bởi vì nếu quý vị nói rằng quý vị phục vụ cho đồng bào, phục vụ cho quê hương xứ sở, cho tương lai của đất nước mà không có, thế thì quý vị làm gì, quý vị ở đâu? Đó là cái điều mà chúng tôi muốn biết. Những người ra ứng cử chân chính thì rất ít, mà bọn ma đầu thì rất nhiều, nói thẳng lên để lấy danh, để lấy cái quyền lợi thôi, chứ còn chân chính vì dân tộc, vì đất nước thì rất hiếm hoi. Chỉ lo ở nhà để mà vận động bầu cử, đó là mục tiêu chính của họ. Họ không nghĩ rằng cái dự luật này nó quan trọng như thế nào. Thưa quý vị, SB 895 là một dự luật quan trọng đối với cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ. Lần đầu tiên trong lịch sử cộng đồng người Mỹ gốc Việt có một chính trị gia gốc Việt để giới thiệu một dự luật đòi hỏi các trường học ở California phải đưa những kinh nghiệm của thiền nhân Việt Nam và của các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa vào giáo trình giảng dạy. Đó là thượng nghị sĩ Janet Nguyễn giới thiệu dự luật SB 895 đã được Ủy ban Giáo dục Thượng viện tiểu bang California đã thông qua với số phiếu tuyệt đối. Và hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2018, SB 895 phải qua một cửa ải rất quan trọng, đó là Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện của tiểu bang California. Nếu Ủy ban này thông qua SB 895, dự luật sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại phiên khoáng đại tại Thượng viện tiểu bang California trong những ngày sắp tới. Nếu không, SB 895 coi như chết yểu. Vì thế, sự vận động của cộng đồng Việt Nam không chỉ ở California mà trên toàn quốc Hoa Kỳ là một việc làm rất quan trọng. Thưa quý vị, một mình bà Janet Nguyễn chỉ có thể giới thiệu dự luật, nhưng nếu cả cộng đồng Việt Nam đoàn kết lên tiếng ủng hộ SB 895 thì mới thành đạo luật được. Và nếu quý vị không đến được Sacramento ngày hôm nay, quý vị có thể ký tên ủng hộ trên trang mạng. Chúng ta nên nhớ sẽ không có ai bảo vệ di sản của cộng đồng Việt Nam bằng chính người Việt của chúng ta. Nên nhớ đây là câu chuyện của chúng ta và đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu chúng ta không làm được thì sau này đừng trách tại sao người Mỹ cứ đâm sau lưng đồng minh hoài. Vũ Nhân, chương trình truyền hình SBTN từ thủ phủ Sacramento. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Vũ Nhân đã gửi về bài phóng sự rất là nóng hổi ngày hôm qua ở tại Sacramento. Và thưa quý vị, như chúng tôi nhắc quý vị và cũng như trong cái bài phóng sự của phóng viên Vũ Nhân và thượng nghị sĩ Janet Nguyễn có nói, Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện California hôm qua đã nghe và họ tiếp tục nhận những cái thỉnh nguyện thư và họ có đến ngày 25 tháng 5 này để họ quyết định. Hôm nay là 15, họ có 10 ngày nữa họ quyết định bỏ phiếu thông qua hay không. Và nếu họ thông qua thì sẽ chuyển sang Ủy ban khoáng đại của Thượng viện để bỏ phiếu. Sau đó đi qua Hạ viện, lại đi qua những cái bước như cũ nữa. Tức là cũng qua Ủy ban Giáo dục, Ủy ban Chuẩn chi và ra phiên khoáng đại, Hạ viện, rồi sau đưa lên Thống đốc. Thì văn phòng của Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn cho biết là chúng ta vẫn tiếp tục ký thỉnh nguyện thư. Và có đến 5 giờ chiều ngày 24 tháng 5. 5 giờ chiều, hạn chót là 5 giờ chiều ngày 24 tháng 5 là chúng ta từ giờ đến ngày 24 tháng 5, tức là 5 giờ chiều ngày thứ Năm, 24 tháng 5 tiếp tục ký vào cái thỉnh nguyện thư này để mà gửi lên cho Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện California. Và hôm qua tôi cũng nhận được thư ít nhất 3 khán giả hỏi làm sao không biết là vô chỗ nào để mà ký, rất dễ quý vị đánh vô là bảo vệ cộng đồng.com, không có đánh dấu gì hết, không viết dấu gì hết, viết thường mà không có dấu, cứ đánh vô mở internet lên đánh ở cái trên cái khung ở trên hoặc là vô Google quý vị đánh bảo vệ cộng đồng.com, đừng có để dấu. Quý vị vô đó thì thấy ngay. Còn 3 khán giả mà gửi cho chúng tôi đặt câu hỏi, chúng tôi đã gửi cho khán giả các khán giả cái trang web đó rồi. Và có một khán giả nói là ở Arkansas ký được, ở bất kỳ nơi đâu trên hành tinh này đều có thể ký được nếu có internet. Nếu có internet đều có thể ký được. Khán giả Kim Nguyễn hỏi tại sao này không có tiếng Anh. Chúng tôi không biết tại sao, mà cái này có lẽ là dành cho cộng đồng Việt Nam nên là cái trang web này thiết kế bằng tiếng Việt rất dễ. Còn nếu mà nói bảo vệ cộng đồng thì community defending community thì Mỹ không hiểu cái gì hết. Thì cái trang web nó đã thiết kế ra để cái chữ tiếng Việt rồi. Thì khán giả Kim Nguyễn hỏi chúng tôi không biết trả lời tại sao, tại chúng tôi không phải là cái người làm trang web này, mà trang web này do văn phòng thượng nghị sĩ Janet Nguyễn làm. Thì có lẽ là chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi này cho khán giả Kim Nguyễn, nhưng mà hỏi chúng tôi không có câu trả lời, nhưng mà chúng tôi đoán là như vậy. Ở cái này là viết bằng tiếng Việt thì để chữ bảo vệ cộng đồng. Quý vị nhớ, xin nhắc lại quý vị, từ giờ cho đến 5 giờ chiều ngày 24 tháng 5, tức là ngày thứ tư, thứ năm tôi quên mất rồi, ngày thứ Năm, từ giờ cho đến ngày thứ Năm 24 tháng 5 vào lúc 5 giờ chiều giờ California, quý vị kêu gọi mọi người vô trang web bảo vệ cộng đồng.com, bảo vệ cộng đồng.com, không có dấu gì hết á, viết rất là dễ, cứ vô đó quý vị, vô Google hoặc quý vị vô cái trên cái phần mà gọi cái window, cái trang web mình đánh vô enter là ra liền. Ông bờ kêu ai trong nhà họ đánh dùng cho mình dễ lắm, rất là dễ, bảo vệ cộng đồng.com là tự động đưa cái trang web đó chúng ta ký thỉnh nguyện thư. Thì cái đó xin nhắc nhở quý vị là cái chuyện nó như vậy. Rồi anh còn muốn nhắc gì chuyện này nữa? Tôi chỉ nhắc là quý vị cũng dân Dũng tiếp tục ký. Ngày hôm qua thì chúng tôi biết con số là 7.000, nói bây giờ có lên được nhiều hay không. Nhưng mà thưa quý vị, con số này có quá nhỏ so với cái tổng số người Việt chúng ta ở tại tiểu bang California và so với con số người Việt chúng ta ở toàn quốc Hoa Kỳ. thì con số vài ngàn là con số chúng tôi nghĩ rằng là quá yếu, thưa quý vị. Vâng, thì hy vọng là quý vị coi qua chương trình này thì quý vị như phóng viên Vũ Nhân nói đó, đây là cái chuyện cộng đồng chúng ta không làm thì không ai làm chúng ta cả. Chỉ có người Việt chúng ta mới hiểu được cái tâm trạng của chúng ta như thế nào, mới hiểu được người Mỹ nghĩ chúng ta như thế nào. Qua 43 năm sống tại Hoa Kỳ, và xin nhắc lại quý vị hai chuyện đây. Năm 1983, đạo diễn Stanley Karnow ra cái phim Việt Nam Thiên Sử Truyền Hình. Lúc đó cộng đồng chúng ta còn nhỏ bé, chưa có đông đúc, chưa có biết gì hết. Nhiều người rất khó chịu với cái phim đó, bảo là cái phim đó làm không có đúng rồi này kia vân vân, thấy không? Không có phản ảnh đúng lịch sử. Thế rồi chúng ta làm, chúng ta cũng không có làm gì nhiều. Mãi đến năm 2017 hít thêm cú nữa. Phim The Vietnam War của hai đạo diễn Ken Burns và Lynch Novick. Họ bỏ chi phí là 30 triệu làm 10 năm. Mà trong đó ngân hàng Bank America tài trợ bao nhiêu triệu anh? Như chục triệu. Chục triệu, 10 triệu. Quý vị thấy không? Khi người ta làm cái phim á, mà không có tiếng nói của người ta, người ta xin được cả chục triệu. Chúng ta xin không được bao nhiêu á, chúng ta không có tiền. Thì đây là cái chỗ mà để chúng ta làm. Chúng ta có một vị dân cử ở tại cơ quan lập pháp của tiểu bang lớn nhất nước Mỹ, và có nền kinh tế lớn hàng thứ 5 trên thế giới. Tại sao chúng ta không biết tận dụng chuyện này? Đâu mất đồng nào đâu, một phút ký thôi. Thành thử ra đúng như phóng viên Vũ Nhân nói, nếu không làm mai mốt đừng trách tại sao ta đâm sau lưng mình nhá. Nghĩa là cái gì? Cổ nhân có câu rất là đúng, tiên trách kỷ hậu trách nhân. 40 mấy năm rồi, bây giờ đừng, chúng ta trước giờ chúng ta hay nói ở tại bị bởi vì vân vân, chúng tôi nghĩa là cái gì không có thông tin, chúng tôi bị đồng minh nghĩa là cái gì nói dối lừa đảo gì vậy, đại khái bỏ chạy vân vân đủ thứ. Chúng tôi không có vũ khí trong tay, chúng tôi quân đội nghĩa là bị yếu, bị nghĩa là trói tay vân vân đủ thứ. Cái này không có trói nha, cái này xả cảng luôn. Đấy không? Thành thử tôi nói một ngôn ngữ rất bình dân, chia sẻ thật trực tiếp thẳng thừng quý vị. Đừng bao giờ nói là chúng ta không có cái gì. Tôi nghe rất nhiều vị cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa kể cho chúng tôi bảo, các em có biết không, 73 khi mà Mỹ ký hiệp định Paris là nó rút hết rồi, không cho mình này kia, đưa ra gì súng mà không có đạn, đại khái than phiền đủ thứ, đồng minh chơi xấu, thấy không? Rồi quân đội chúng ta thế này, rồi nghĩa là nằm vùng đủ thứ hết. Bây giờ chúng ta công khai. Mà đến giờ phút này mới hơn 7.000 chữ ký. Xin lỗi quý vị đừng buồn nha. Nhiều khi tôi cảm thấy nhục. Nhục, vì xin nói thẳng như thế. Có quý vị nào buồn tôi xin lỗi, nhưng mà phải nói như vậy mới được. Đây là cơ hội đầu tiên và có thể nói là duy nhất. Nếu Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện này không thông qua cái dự luật SB 895, coi như chết yểu. Coi như chết yểu. Ha. Thì rồi đó, mai mốt đó, lại phải bầu người này người kia vô, nó làm, nó không phải đơn giản. May là California đông như thế, có một thượng nghị sĩ nằm trong số 140 người. Thì nếu chúng ta có một dân biểu liên bang ở 135 còn khó nữa. Trước tôi chia sẻ quý vị luôn, trước có nói chuyện với nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc của đài, nhạc sĩ Trúc Hồ có chia sẻ nhiều cái rất hay, không phải là lâu nay bây giờ đi đấu tranh mới biết đó. Cộng đồng chúng ta đó nhắm vào các vị dân cử. Nhiều khi chúng ta nhắm vị dân cử gần nhất, chẳng hạn như ở Hạ viện, họ làm được một số việc, nhưng mà có một số việc lớn họ không làm được. Bởi vì họ là 1 trong 435. Nhắm là nhắm thượng nghị sĩ 1 trong 100, cái ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Và chúng ta thấy như thượng nghị sĩ Ken là cái người mà làm rất nhiều cộng đồng Việt Nam. Tất nhiên có những cái chuyện khác tôi không nói, mình gạt cái chuyện khác mình đang nói. Với cộng đồng Việt Nam cũng làm rất nhiều chuyện, mà chỉ có một cá nhân thượng nghị sĩ. Bởi vì cái leverage, cái cloud, tiếng Anh gọi là cái cloud, ảnh hưởng của thượng viện lớn vô cùng. Bởi vì một viện mà có 100 mạng thì ảnh hưởng lớn hơn một viện mà 435 mạng. Chưa kể 435 mạng 2 năm phải bầu lần, lo đi kiếm tiền bầu, ứng tái cử chết luôn. Người kia ngồi 6 năm nữa. Chúng tôi có thể làm những cái chuyện favor cộng đồng Việt Nam, tôi chả sợ gì hết. Chúng tôi có tới 6 năm chúng tôi bù lại, thấy không? Thì ở California này cũng vậy, thượng nghị sĩ nhiệm kỳ tới 4 năm. Dân biểu chỉ có 2 năm thôi. Này 2 năm là cứ phải lo đi, lo mà chạy cái là vắt giò lên cổ đó tái ứng cử. Thượng nghị sĩ ta có 4 năm. Đó là lý do tại sao nước Mỹ có cái hệ thống mà lưỡng viện, ngoại trừ anh Nebraska có một viện thôi, còn anh nào cũng 2 viện. Thì nói nó hơi dài dòng quý vị chút xíu, nhưng mà bởi vì vấn đề quan trọng xứng đáng để nói dài dòng, đúng không? rất chính xác. Nhưng mà nhân cái chuyện anh Dũng nói về các vị dân cử thì hồi nãy chúng tôi thấy trên cái phóng sự vừa rồi thì cũng có hai vị, đó là ông Vũ Huỳnh trưởng cũng như ông Phan Kỳ Nhơn có nhắc đến là họ ở đó họ không thấy có vị dân cử nào, từ Bắc Cali cũng không có mà Nam Cali cũng không có, thì còn Nam Cali có một ông Phát Bùi thôi, thôi. Nhưng mà Nam Cali số dân cử rất là đông mà chúng ta thấy chỉ có một ông. Thì ông Phan Kỳ Nhơn có trả lời là các ông có lẽ là lo tranh cử. Thì chúng tôi không biết rằng là người dân đen như chúng ta thấy cái chuyện này là quan trọng, còn các vị đó tại sao họ không có mặt? Chẳng lẽ chỉ vì tranh cử thôi anh Đỗ Dũng? Nhưng mà tôi nói anh nghe, ngày hôm qua là có những vị là không phải Việt Nam nha, Mỹ họ có mặt ở đó, họ ủng hộ Việt Nam đó. Có chuyện đó luôn đó. Tôi có biết có một số vị nha. Thì thôi, câu chuyện nó nói như vậy cũng là khá đủ rồi. Thì mong là quý vị chúng ta sẽ góp một bàn tay để mà làm được cái chuyện này. Và quý vị đừng rời màn hình SBTN, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại. Xem SBTN Online TV mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho 1 tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Online TV trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon.